giả, chào mừng quý vị đến kênh YouTube của Bắc Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lại lên sóng số Talk Show để có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc trong vấn đề xây dựng nhà cửa. Hôm nay thì cũng là một trong những ngày cuối năm của năm 2023, chúng tôi lên sóng số Talk Show này để vừa giải đáp những câu hỏi thắc mắc quý vị và bên cạnh đó sẽ đưa ra những cái chương trình mới, những khuyến mãi mới và chỉ có trong dịp cuối năm này mới có. Và đồng hành cùng với chúng ta trong ngày hôm nay thì đó chính là anh Lê Duy Tuấn, một người thì cũng đã quá quen thuộc với chúng ta rồi nhưng mà lại rất ít khi lên sóng ạ. Anh Tuấn đã chính là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Bắc Home. Chào Ngọc Huyền, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Talk Show ngày hôm nay. Hôm nay có lẽ là một chương trình cuối cùng của năm 2023, bởi vì hôm nay cũng đã là ngày 16 rồi nhỉ. Đấy, chỉ còn một vài ngày tới thôi là chúng ta sẽ kết thúc một năm 2023 vô cùng khó khăn và vô cùng sóng gió. Ngày hôm nay thì Ngọc Huyền cũng có báo với tôi là đã tổng hợp được rất nhiều các câu hỏi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị khán giả đã yêu thích đồng hành cùng Bắc Home có gửi về. Thì tôi cũng rất xin lỗi nếu như mà không trả lời hết toàn bộ 100% được, nhưng tôi sẽ cố gắng trả lời làm sao mà đến 90% hay là 95% gì đấy để có thể mọi người gửi về đều có được một cái đáp án hài lòng nhất. Vâng ạ, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến câu hỏi đầu tiên ạ. Rồi. Câu đầu tiên đến từ chú Hữu Lê, 50 tuổi, tại An Lão, Hải Phòng. Xin chào quý công ty, tôi có theo dõi Bắc Home suốt 6 năm nay. Video nhà đẹp nào tôi cũng xem. Dự kiến là gia đình sang đầu năm sẽ xây nhà, con cái bên nước ngoài chuyển tiền về nên là kinh phí thì cũng không dư giả nhiều. Tôi thì cũng già rồi, không thể tới công ty để làm việc được. Vậy thì cho tôi hỏi, muốn trực tiếp công ty về nhà mình để tư vấn báo giá thì có được không ạ? Cái này thì chắc chắn là được anh chú ơi. Bởi vì không riêng gì chú mà rất nhiều mọi người đến bây giờ cũng có tuổi rồi, không thể đi lại, không thể đi xe hay là đi xa được. Thế nên là Bắc Home luôn có những đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư rất là nhiệt tình. Chỉ cần chú alo hay là chú đặt lịch một cái là ngày mai các anh em sẽ có mặt về tư vấn, đo đạc, khảo sát địa chất, tính toán giá tiền. Đặc biệt sẽ đưa cho chú cái mẫu nhà và sau đấy sẽ tư vấn với chú là cái công năng phù hợp với lại cái khuôn viên khu đất của mình là bao nhiêu. Từ đấy sẽ đưa cho chú những cái lời khuyên, những cái tư vấn, chắc chắn rằng chú sẽ hài lòng. Và khi làm việc thì chú cũng biết rồi, Bắc Home thì có hệ thống trên toàn quốc, bất kỳ tỉnh thành nào, bất kỳ khu vực nào, chú chỉ cần nhấc máy lên là đội ngũ kiến trúc sư cũng như kỹ sư Bắc Home sẽ có mặt ngay lập tức. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi thứ hai đến từ chị Nguyễn Thị Hằng, 46 tuổi tại Nghệ An. Chào sức Tuấn, gia đình tôi thì tại Diễn Châu, Nghệ An. Có đi xem thầy thì nói rằng là khởi công nhà trong tháng 12 âm lịch năm nay, tức là sẽ phải xây nhà trong vòng 2 năm đấy ạ. Vậy thì cho tôi hỏi là xây nhà 2 năm thì có làm sao không ạ? Tôi rất là lo lắng, mong trực tiếp sức Tuấn trả lời. Và nếu được thì tôi sẽ qua công ty ký kết hợp đồng luôn. Chào chị, vấn đề này thì trước đây tôi cũng có những khách hàng đã thắc mắc rồi. Thì trước hết là xin cảm ơn chị đã đồng hành theo dõi chương trình của Bắc Home. Thì nói về 2 năm xây nhà có cái lợi và có cái hại gì không thì trước mắt chúng ta nói về cái lợi. Cái lợi của việc xây nhà 2 năm thì rõ ràng chúng ta có thời gian để chúng ta chuẩn bị lên thiết kế, lựa chọn vật liệu, rồi xây dựng, rồi nắn nót, rồi tỉa tót. Bởi vì một công trình của chúng ta mà đồ sộ, mà có phù điêu phào trị hay có sân vườn thì rõ ràng để xây trong một năm thì nó sẽ gấp rút. Mà gấp rút rồi thì dĩ nhiên là các cái khâu chúng ta làm việc nó sẽ không được chuẩn chỉ, cũng như thể không được tối ưu 100%. Vấn đề về bất cập thì xây nhà 2 năm thì đa số mọi người có một cái quan niệm là không muốn dành ra cái việc cũ sang năm mới. Đó cũng là một trong những quan niệm rất là tốt, tức là với những đa số các ông, các bà, đặc biệt là những người có tuổi tại khu vực miền Bắc và miền Trung rồi, thì luôn luôn có một cái khái niệm là những việc nào trong năm nào thì phải xử lý trọn trong năm đấy. Thế nên cái đây cũng là một trong những cái bất lợi khi mà chúng ta nói về cái việc xây nhà 2 năm. Còn về trường hợp mà chị đặt ra câu hỏi thì em cũng có một cái trả lời cho tất cả mọi người đây chúng ta cùng hiểu rõ. Thì cái việc xây nhà 1 năm hay 2 năm nó không liên quan gì đến vấn đề phong thủy cả. Miễn sao là cái ngày đồng thổ khởi công chúng ta lựa chọn đấy là ngày đẹp, giờ đẹp, đấy, nó phù hợp bổ trợ cho cái tuổi, cái mệnh của mình rồi. Còn về vấn đề về hoàn thiện lúc nào thì vấn đề đấy chúng ta không quan tâm, cũng như để nó không ảnh hưởng gì đến cái tài lộc, cái thịnh vượng của gia đình của mình hay là của các thành viên trong gia đình của mình sinh sống ở trong ngôi nhà. Thế nên là chị cứ yên tâm, khi mà làm nhà thì chúng ta sẽ có những cái tiến độ báo cáo nó phù hợp với lại cái diện tích cũng như cái quy mô của nhà của mình. Còn nếu như nhà mình mà xây tại Nghệ An thì với các công trình đa số Bắc Home nó thi công sẽ rơi vào tầm đâu đấy khoảng 5 tháng là sẽ bàn giao. Và chị
khởi công trong tháng 12 thì dĩ nhiên sẽ phải sang năm sau chúng ta mới hoàn thiện được rồi. Đấy là cái điều mà chúng ta không thể làm khác được. Về vấn đề tâm linh, vấn đề phong thủy, chị yên tâm là không có vấn đề gì ảnh hưởng đến ngôi nhà của mình hết. Câu hỏi tiếp theo thì sẽ lại là một câu hỏi liên quan phong thủy ạ. Câu tiếp theo đến từ bác Hùng, 65 tuổi, Bình Dương. Xin chào bác Hùng, bác có xem các video của công ty mình trên YouTube qua TV hàng ngày thì phải nói rằng là mẫu thiết kế bên mình rất đẹp. Thì tháng 2 âm lịch năm sau, bác muốn xây một căn nhà nhỏ cấp 4 với chi phí thấp vì chỉ là có hai vợ chồng già sinh sống nên là không muốn làm lãng phí. Tuy nhiên thì năm sau bác có đọc sách thì không được tuổi mà phải chờ 3 năm nữa thì mới được. Vậy thì có cách nào để hóa giải phong thủy cho phù hợp hay không? Thì nhờ quý công ty trả lời cho vợ chồng bác hiểu. Trước hết thì xin gửi lời chúc đến bác và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Thì đây là cũng là một trong những cái thắc mắc mà rất nhiều người đã gọi điện về Mark Home, gọi điện cho tôi. Thì để trả lời vấn đề này thì mọi người cứ hình dung như này. Cái vấn đề của chúng ta là cái tuổi tác của chúng ta ấy, khi mà chúng ta không hợp khởi công nhau năm nay nhưng cái công việc yêu cầu chúng ta cần phải làm trong năm nay thì mọi người có một cái thủ thuật, đấy chính là mượn tuổi. Cái mượn tuổi này thì chúng ta đã gặp rất nhiều những công trình mà Mark Home đã quay trước đây rồi. Tức là chúng ta sẽ mượn tuổi của con cái đấy, của những ai trong dòng họ. Đặc biệt đấy là tuổi con trai thì sẽ tốt hơn rất là nhiều, bởi vì người ta có quan niệm là xây nhà để lấy tuổi đàn ông mà, đúng không? Nên là chúng ta lưu ý là lấy tuổi con trai và lấy tuổi của những người trong dòng tộc, trong dòng họ của mình thì nó sẽ rất là phù hợp. Thế nên là bác muốn xây dựng trong năm nay mà chưa hợp tuổi, chưa được trạch, chưa được phù hợp thì bác có thể mượn và sau đấy sẽ làm thêm một cái lễ gọi là lễ trả tuổi. Cái này thì các thầy phong thủy của Mark Home sẽ hỗ trợ và làm miễn phí cho bác. Chắc chắn rằng sẽ không ảnh hưởng gì đến tài lộc, đến sức khỏe gia đình hay là mọi người sinh sống trong ngôi nhà của mình. Câu hỏi tiếp theo đến từ thắc mắc của anh Quý có liên quan đến vấn đề về vật liệu xây dựng. Tôi rất yêu thích các mẫu nhà của Mark Home, làm rất là đẹp mà giá cả lại phải chăng. Tôi được biết thì công ty tự sản xuất ra vật liệu hoàn thiện, nhưng nhà tôi thì bán vật liệu xây dựng tại Bạc Liêu, thì có dùng vật liệu nhà tôi được hay không? Cái này thì chắc chắn là có, bởi vì chúng ta xây một ngôi nhà trọn gói thì có những gia đình sẽ có vật liệu này, có những gia đình sẽ có vật liệu kia, hay là có nhiều chủ nhà lại có anh em họ hàng giúp sức một cái phần nào đấy trong ngôi nhà của mình. Cái chuyện này chuyện hết sức bình thường. Quý vị các bạn lưu ý rằng mọi người có thể cùng chung tay để xây dựng một ngôi nhà làm sao nó tốt đẹp nhất và cái chất lượng nó là tối đa nhất. Tuy nhiên khi mà xây dựng trọn gói Mark Home thì cho dù là vật liệu gia đình mình hay là cho dù là cái nhân công hỗ trợ là những người thân trong gia đình của mình thì vẫn luôn phải tuân thủ theo những cái tiến độ cũng như thế là về cái quy trình, về cái chất lượng mà đội ngũ kỹ sư, các kiến trúc sư của Mark Home đề ra. Đấy, ví dụ như chúng ta đã vẽ lên trên đấy rồi, cái kết cấu sắt thép, cái đường điện, đường nước đi như thế nào thì chúng ta cũng vẫn phải phụ thuộc vào cái vấn đề nghiệm thu. Đấy, còn lại chúng ta có thể nhờ người này, nhờ người kia nhưng phải đảm bảo yếu tố về cái chất lượng cũng như về cái quy trình làm việc nó phải chuẩn chỉ. Còn nếu như không được thì chúng tôi cũng luôn nói luôn là không đạt yêu cầu. Ví dụ như thế nhà mình có vật liệu nhưng mình đưa vật liệu kém để vào xây dựng thì rõ ràng chúng ta cũng không thể đưa, bởi vì tổng thể ngôi nhà nó sẽ đánh giá cái chất lượng là cái cuối cùng. Lúc đấy thì nhiều khi sẽ xảy ra vấn đề là nhà mình muốn tiết kiệm tiền, muốn rút ngắn bớt chi phí lại đưa những vật liệu quá là kém chất lượng. Còn nếu như vật liệu cao cấp thì chúng tôi không nói làm gì, hay là những tay nghề thợ mà giúp xây dựng ngôi nhà của mình, con cháu trong nhà làm thợ sơn hay thợ điện nước mà muốn vào các tổ đội thì dĩ nhiên chúng tôi vẫn luôn hoan nghênh. Nhưng nếu như tay nghề kém chúng tôi kiểm tra qua không đạt thì dĩ nhiên chúng tôi cũng không thể lựa chọn được. Đấy là cái mà tôi muốn là anh hiểu rõ hơn, bởi vì anh đã đặt Mark Home là đơn vị thi công tổng thể ngôi nhà của mình rồi. Thế thì mọi công việc trong đấy thì chúng ta đều có thể trao đổi được, nhưng nó phải tuân thủ theo cái quan trọng nhất, đấy là tiến độ, chất lượng và cái quy trình làm việc rất ngặt nghèo của chúng tôi. Câu hỏi tiếp theo đi ạ, đến từ chị Phạm Thị Hiền, 29 tuổi tại Quảng Ngãi. Chào gia đình Mark Home, tôi thì có theo dõi công ty suốt nhiều năm trời, thấy bên mình rất lớn và uy tín, nhất là trong xây dựng nhà trọn gói hiện nay. Tuy nhiên thì tôi tìm kiếm địa chỉ thì không thấy trụ sở nào của công ty tại gần Quảng Ngãi cả. Vậy thì tôi muốn là công ty cấp nhà trọn gói cho tôi thì phải làm sao? Trước hết thì cảm ơn chị rất là nhiều. Khu vực Quảng Nam này, Đà Nẵng này, hay là Quảng Ngãi, Mark Home cũng có thi công trọn gói rất nhiều, hay là xa hơn một chút đấy chính là thành phố Huế, Mark Home cũng đang thi công trọn gói rất là nhiều. Dĩ nhiên là cái trụ sở, cái văn phòng đại diện của Mark Home chưa đặt tại khu vực này, nhưng trong năm 24 thì Mark Home sẽ xây dựng một cái trụ sở tại khu vực
phụ trách cho các tỉnh thành từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, nên là chị cũng luôn yên tâm. Và hiện tại thì vẫn thi công được một cách bình thường, bởi vì thợ và đội ngũ giám sát, kỹ sư của Mark Home sẽ đưa về máy móc của Mark Home, các cái phần xe để phục vụ cho công tác xây dựng chúng tôi cũng sẽ đưa về từ những cái vị trí các trụ sở gần nhất, chúng tôi sẽ về hỗ trợ. Nên là chị sinh sống tại Quảng Nam, chị cũng luôn yên tâm, chỉ cần chị nhấc máy yêu cầu là các tổ thợ, kỹ sư, các kiến trúc sư Mark Home sẽ có mặt để xây dựng ngôi nhà ưng ý theo cái quy trình, quy chuẩn đúng của Mark Home đang áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ. Câu tiếp theo đến từ anh Hoàng, 42 tuổi, Hà Tĩnh ạ. Chào Mark Home, nhà tôi thì ở gần trụ sở công ty đang xây dựng, thì ngày nào thì tôi cũng đi qua để xem thợ thi công. Phải nói là làm rất nhanh và chuyên nghiệp. Thì trong này thì chắc là chưa có ai làm được một cái quy mô mà lớn như vậy. Nhưng mà tôi thấy thì hình như là công ty mình ấy chỉ là những cái công trình rất là lớn. Vậy thì không biết là những công trình nhỏ khoảng tầm là giá 600 đến 800 triệu thì bên mình có nhận thi công hay không ạ? Trước hết là chào anh. Thì hiện tại Mark Home đang xây dựng gần hoàn thiện xong cái trụ sở tại miền Trung, đặt tại Hà Tĩnh, số 28 đường Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh. Về trụ sở này thì gần nhà mình thì chắc có lẽ là ngày nào anh cũng ra anh xem thợ rồi xem đội ngũ kiến trúc sư Mark Home làm việc tại đây rồi. Thì Mark Home có xây dựng các phân khúc. Hiện tại Mark Home đang có rất nhiều phân khúc. Nếu như anh nói rằng Mark Home không nhận những công trình giá trị quá thấp, cái này là đúng. Cái này là đúng, bởi vì sao? Bởi vì những công trình mà giá trị thấp, ví dụ 500 triệu, 600 triệu hay 700 triệu thì Mark Home có phân khúc thấp hơn, đó chính là phân khúc Min Home. Đó, quý vị khán giả có thể lựa chọn search cái phân khúc là Min Home, thì chuyên để xây dựng những công trình nhà phân khúc thấp, tiết kiệm, và những công trình giá rẻ, kể cả 200-300 triệu chúng tôi vẫn xây dựng nhưng thuộc phân khúc thấp hơn, bởi vì chúng tôi luôn định hình Mark Home là phân khúc tầm khá, tầm tốt và cao cấp. Còn nếu như quý vị khán giả lại muốn xây dựng những căn lâu đài, những căn biệt phủ trị giá tầm 50 tỷ, 100 tỷ, vài trăm tỷ thì chúng tôi lại có phân khúc cao cấp hơn Mark Home, đấy chính là phân khúc lâu đài Việt. Cái này thì tôi cũng đã nói trong những cái chương trình, có chương trình là tôi đã nói rồi. Tức là Mark Home phân định hình khách hàng rất rõ. Thì tại sao lại cần phải phân cấp như thế này? Bởi vì mỗi một bộ máy sẽ phụ thuộc, sẽ phù hợp với lại một cái cách vận hành, cái cách tổ chức. Chúng ta không thể mang một bộ máy rất lớn được, một bộ máy chuyên làm những công trình lớn đi về những công trình bé được. Như vậy thì cái khâu tổ chức của chúng ta nó sẽ gặp vấn đề. Hay là chúng ta không thể mang một cái bộ máy bé để đi làm những công trình hàng trăm tỷ hay là hàng vài trăm tỷ được, đúng không? Như vậy thì cái khâu vận hành, khâu tổ chức nó sẽ gặp những cái là nó chưa khớp được với nhau. Thế nên Mark Home phân khúc rất rõ ràng. Đấy, anh chị cùng yên tâm đã đến với chúng tôi là chúng tôi sẽ luôn làm hài lòng, luôn có những cái gói để làm phù hợp với cái tầm tiền, tầm tài chính của quý vị và các bạn. Có nghĩa là chúng ta sẽ chọn làm rất nhiều phân khúc, đúng không? Đúng rồi. Từ giá rẻ này cho tới cao cấp. Nhưng mà mỗi một phân khúc thì sẽ chia thành các mảng khác nhau. Ví dụ như là Min Home này, đúng rồi, rẻ này. Mark Home thì là từ trung bình cho đến là cao cấp. Đúng rồi. Còn có một cái loại nữa cao cấp hẳn luôn. Đúng rồi. Đấy chính là lâu đài Việt. Đúng rồi. Làm như thế thì chủ nhà sẽ yên tâm hơn về cái quy trình làm việc. Bởi vì mỗi một quy trình làm việc, mỗi một nhân sự trong cái hệ thống công ty sẽ được training một cách khác nhau. Ví dụ như Ngọc Huyền đến văn phòng Min Home thì mọi người luôn luôn đưa ra phương án tiết kiệm đầu tiên. Bởi vì mọi người xác định là làm giá rẻ mà, làm tiết kiệm thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái training cho nhân sự là tư vấn anh chị nên tiết kiệm ở đâu, lấy cái gì để tiết kiệm và chi phí sẽ rút gọn được như thế nào. Nhưng khi mọi người đến với Mark Home thì chúng tôi luôn tư vấn những gói vật liệu cao cấp, nhân sự tay nghề cao, bởi vì mọi người cũng đã định hình trong đầu là làm việc Mark Home là phân khúc tầm 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng. Nên là cứ trong cái khoảng đấy thì mọi người sẽ làm việc và được sử dụng những cái dịch vụ tốt nhất ở trong đấy. Còn nếu như mọi người làm những công trình vài chục tỷ hay đến thậm chí hàng vài trăm tỷ đồng thì chúng ta lại phải có phân khúc cao hơn chút nữa. Thế nên là đó là một trong những cái phân bổ công việc rất là chi tiết, cụ thể, rõ ràng của chúng ta trong những năm vừa qua. Câu hỏi tiếp theo ạ, đến từ chị Hải Yến tại Cần Thơ. Em sống ở Cần Thơ, đang là mẹ đơn thân, muốn thuê đơn vị uy tín về lãnh chọn nhà, chọn gói ạ, 3 lầu. Tuy nhiên thì điều em sợ nhất đó chính là nhà thì chỉ có hai mẹ con, thì đều là con gái. Tuy nhiên thì lại không có đàn ông ấy, để giám sát và quản lý chất lượng như thế nào. Vì là hai mẹ con thì em lại không có chuyên môn về xây dựng nữa, nên là muốn tìm cái đơn vị nào mà lãnh chọn gói luôn cho nhanh. Vậy thì xin hỏi Mark Home, nếu như em không hiểu gì về xây dựng thì có nên thuê chọn gói hay là tự thuê thợ địa phương về thi công ạ? Cái này thì tôi cũng đã nói rất nhiều trong các video trước rồi. Thực ra thì các chủ nhà không ai là có chuyên môn một cách đầy đủ và bài bản hết. Bởi vì cái ngành nghề chúng ta làm nó khác nhau hoàn toàn.
các chủ nhà là những người làm những công việc khác, có những người làm nhà giáo, có những người làm trong quân đội, có những người làm về kinh doanh, nhưng hầu như chúng ta là những người lĩnh vực khác và chúng ta đã quen với lại những công việc trong cái ngành nghề khác rồi. Và khi làm nhà thì đa số mọi người có một cái quan niệm, theo tôi nghĩ đây là quan niệm sai lầm, bởi vì nhiều người cứ nghĩ rằng xây một cái nhà thì chúng ta phải hiểu về bản vẽ, rồi hiểu về vật liệu, hiểu về cái kỹ thuật ở trong đấy. Tôi giải thích rồi, chúng ta hiểu cái đấy không giải quyết được vấn đề gì, bởi vì chúng ta không có chuyên môn ở trong đấy, chúng ta không được đào tạo ngay từ đầu cho những cái công việc đấy. Thế thì chúng ta hiểu để làm gì? Trong khi đấy chúng ta chỉ cần đơn giản nhất một cái là gì ạ? Tôi giao cho anh xây cái nhà này với một nấy tiền và chất lượng thời gian như thế, anh cứ đúng theo cái hợp đồng của tôi là tôi sẽ thanh toán tiền. Bởi vì chúng ta thanh toán sau, không phải là thanh toán trước. Chúng ta cứ tới phần tầng 1 chúng ta nghiệm thu, thanh toán xong chúng ta lên tầng 2, thanh toán xong chúng ta lên tầng 3. Và mọi cái chúng ta đều làm việc dựa trên một cái quy trình minh bạch. Với lại vấn đề thứ hai là quý vị các bạn cũng biết rằng Mắc Hôm tồn tại đến ngày hôm nay cũng khá lâu năm rồi. Chúng tôi không bao giờ đánh đổi là đưa vào công trình chất lượng kém hay là làm kém chất lượng đi, mà khách hàng đã phê duyệt giá thành bao nhiêu, thiết kế bao nhiêu, kỹ thuật bao nhiêu, chúng tôi làm đúng như vậy. Bởi vậy quý vị các bạn cứ yên tâm là không cần có chuyên môn, không cần có tay nghề hay là không cần làm trong ngành xây dựng, quý vị các bạn vẫn sử dụng cái dịch vụ này một cách bình thường. Câu hỏi tiếp theo thì đến từ chú Nguyễn Nguyễn đang sinh sống tại Mỹ ạ. Chào chú Tuấn, tôi đang sinh sống tại Hoa Kỳ và bên này thì có rất nhiều bạn bè đã thuê Mắc Hôm lãi nhà rồi thì có giới thiệu cho tôi. Nay thì tôi mạo muộn nhắn tin, hy vọng công ty sẽ trả lời. Tôi thì muốn cất nhà qua đầu năm để vài năm tới ấy, về nước thì sẽ có chỗ nghỉ ngơi và ăn dưỡng tuổi già. Tuy nhiên thì tôi thấy là ở Việt Nam ấy, thì thợ xây sẽ không có tay nghề như bên này, không có bằng cấp này. Vậy thì cho tôi hỏi là Mắc Hôm xây nhà ấy, thì thợ lấy ở đâu và có bằng cấp hay không? Và nếu như thợ mà tôi xây ấy, thì muốn phải có bằng cấp thì có được không ạ? Cái này thì trước hết thì cảm ơn bác rất là nhiều. Bác đang bên Hoa Kỳ nhưng mà vẫn theo dõi kênh của Mắc Hôm. Thực ra lượng khách hàng của Mắc Hôm sinh sống bên nước ngoài rất là nhiều, bởi vì những người bên nước ngoài người ta sẽ có một cái nhìn nó cởi mở hơn. Và khi sinh sống bên nước ngoài thì người ta sẽ thấy là cái lĩnh vực thi công trọn gói nó là một cái công việc rất là bình thường. Đa số 100% mọi người bên đấy khi làm nhà người ta đều làm như vậy hết, chứ không bao giờ các chủ nhà tự đứng ra xây nhà. Vậy nên các lựa chọn những công ty xây dựng trọn gói ở bên nước ngoài hay là bên Hoa Kỳ, chúng ta thấy nó việc rất là bình thường và nó là cái việc mà 100% các chủ nhà làm việc, các chủ nhà sẽ lựa chọn. Thế thì khi nói về Việt Nam để so sánh với lại các nước tiên tiến ấy, các nước châu Âu ấy, thì để nói thợ mà có bằng cấp đại học hay có bằng cấp kỹ sư thì rất là khó. Nhưng tuy nhiên những người quản lý thợ, những người kỹ thuật, những người kiến trúc sư, những người bao quát công việc chỉ đạo thợ là những người chắc chắn sẽ có bằng cấp. Đó là cái khâu vận hành tổ chức của Mắc Hôm. Còn những người mà thợ trực tiếp làm phía dưới ấy, là những người làm việc lâu năm, là những người trực thuộc các tổ đội của Mắc Hôm. Thế nên là để yêu cầu bằng cấp 100% thì nó hơi khó. Nhưng những công việc khác, ví dụ như thợ điện nước bên Mắc Hôm là có bằng cấp. Đấy, quản lý đốc công, quản lý về nhân công hay quản lý về hồ sơ bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật là có bằng cấp đầy đủ, bằng cấp đại học. Nên là chú cũng luôn yên tâm là khi mà làm việc Mắc Hôm là những cái đầu vào tuyển chọn Mắc Hôm là chất lượng tốt nhất rồi. Và chắc chắn là tay nghề sẽ là tốt nhất tại Việt Nam rồi. Thực ra thì Ngọc Huyền thấy là cái câu thắc mắc của chú ấy thì cũng hoàn toàn đúng thôi. Bởi vì là khi Mắc Hôm của chúng ta ấy, về hỗ trợ rất là nhiều khách hàng này, khi mà mua bản vẽ thiết kế ấy, thì bên mình sẽ hỗ trợ là về giám sát khoảng tầm 1-2 lần, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì khi mà về ấy, thì có một cái số công trình thì bên kỹ thuật giám sát của chúng ta ấy, thì lại gặp được những cái ví dụ như người thợ đấy đi, người ta lại không biết đọc bản vẽ, người ta sẽ chỉ xây dựng nhà trên kinh nghiệm thôi. Mặc dù là gia chủ bỏ tiền ra để mua bản vẽ thiết kế về, nhưng mà đến cuối cùng là khi mà xây dựng ấy thì lại thuê cái đội thợ không biết đọc, thì coi như là cái bản vẽ đấy thì không được sử dụng được trong vấn đề gì cả. Đúng rồi. Anh có đánh giá như thế nào về cái vấn đề đấy? Và nếu như mà gia chủ mà đã lỡ mà lựa chọn những cái đội mà nó không có chuyên môn như thế rồi, thì anh có cái giải pháp gì không? Thực sự thì cái này là nếu mà nói lời khuyên ấy, dành cho các chủ nhà thì tôi khuyên chúng ta hãy nên lựa chọn những đơn vị uy tín, những đơn vị có kinh nghiệm lâu năm và những đơn vị lớn thì bao giờ người ta cũng có cái khâu vận hành tổ chức nó rất là bài bản. Không dễ gì một đơn vị mà người ta lại tồn tại lâu năm đến như vậy, và hai nữa là nhân sự lên đến hàng vài trăm người, thậm chí hàng vài nghìn người, thì chúng ta cũng biết là trong cái đấy cái khâu vận hành tổ chức và đào tạo training rất là kỹ càng. Bởi vậy chúng ta làm nhà chúng ta cứ đi chọn những tổ đội giá rẻ này hay là những tổ đội tự phát, thì sau này đến lúc người ta làm sai người ta cũng không hiểu người ta sai ở đâu, bởi vì bản chất là họ đang làm theo hình thức là làm quen tay.
làm quen tay chứ không phải là họ có chuyên môn. Còn khi một người thợ người ta đã đọc hiểu bản vẽ rồi, người ta sẽ có những cái phản hồi lại ngay. Ví dụ như tại sao sắt thép ở đây lại thi công như thế này, hay tường ở đây lại thi công như vậy, là có những cái trao đổi lại với chủ nhà ngay. Còn khi làm nhà với cái thời đại hiện đại bây giờ thì tôi khuyên quý vị và các bạn là chúng ta thứ nhất là có hồ sơ bản vẽ, thứ hai tìm kiếm các đơn vị tổ chức thi công, tổ chức xây dựng bắt buộc phải đọc được bản vẽ. Mà cái cách kiểm tra dễ nhất là chúng ta xem bằng cấp. Bằng cấp ít nhất là anh phó thợ hay là anh phó cai, đấy, hay là anh cai thầu. Đấy, thì anh phải có được cái đấy. Còn nếu chúng ta mà tiên tiến hơn thì chúng ta cứ lựa chọn đặt vấn đề với lại những đơn vị thi công chuyên nghiệp như Mark Home, thì chúng ta chắc chắn rằng sẽ yên tâm hơn về chất lượng như về kỹ thuật. Và cách đơn giản nhất có nghĩa là lựa chọn thi công chọn gói. Đúng rồi. Đúng không ạ? Chúng ta đến câu hỏi tiếp theo đi ạ. Câu tiếp theo thì đến từ anh Luyện tại Củ Chi. Chào quý công ty ạ, dự kiến thì tháng 2 năm sau tôi sẽ xây nhà. Thì tôi xin hỏi là bây giờ ấy, khi mà ký hợp đồng hay là khi nào thì phù hợp? Và ký bây giờ thì có chương trình khuyến mãi gì không ạ? Mark Home đang có rất nhiều chương trình khuyến mại nhân dịp cuối năm. Đây là chương trình talk show thì tôi sẽ chia sẻ với lại Ngọc Huyền cùng với lại quý vị khán giả về cái chương trình khuyến mại của Mark Home là khi chúng ta thi công ở trong năm sau ấy, chúng ta ký hợp đồng đặt cọc trước, chỉ cần đặt cọc 50 triệu, 100 triệu thôi thì chúng ta sẽ được rất nhiều ưu đãi. Thứ nhất là giữ giá nguyên vật tư vật liệu, cho dù sang năm biến động tăng lên hay là biến động lạm phát thì chúng ta vẫn luôn giữ được cái mức giá ổn định ký trong trước Tết. Vấn đề thứ hai là chúng ta chuẩn bị được thợ giám sát và máy móc một cách chỉnh chu nhất, chứ không rất nhiều người thường hay là ngày mai hay là tuần sau thi công nữa, bây giờ mới đến công ty gặp và làm việc. Tôi thấy là cái khâu làm việc chúng ta đang gặp vấn đề, hay là chúng ta chưa có thời gian để chúng ta tập trung cho ngôi nhà của mình. Nên là mọi người xác định là năm sau làm, năm nay chúng ta cũng phải làm việc trước đi, lựa chọn các đơn vị trước, lên hồ sơ cấp phép rồi tính toán chi phí, lựa chọn vật liệu, mọi cái đấy chúng ta nên làm trước. Và sau này ra đầu năm chúng ta chỉ việc khởi công một cách bình thường và cũng như nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng và cái tiến độ của chúng ta cả. Về vấn đề thứ hai là cái chương trình khuyến mại, tôi xin nói lại tiếp về vấn đề chương trình khuyến mại của chúng tôi. Mark Home đang áp dụng chương trình chiết khấu khi mà khách hàng đặt cọc sớm, thì chúng tôi sẽ chiết khấu từ 1.5 đến 2% cho những khách hàng mà đặt cọc sớm để chúng ta nhận ưu đãi. Tại sao lại được cái chiết khấu này? Bởi vì khi chúng ta đã đặt cọc xác định làm rồi thì chúng tôi cũng sẽ mua các vật tư vật liệu nhập vào trong kho. Ví dụ như công trình của mình tại Củ Chi thì Mark Home có kho tại Bình Dương, Mark Home cũng có kho tại Thành phố Hồ Chí Minh, để chúng tôi sẽ mua hết những cái vật tư vật liệu hoàn thiện hay là vật tư vật liệu thô. Đơn giản như thế, cái sắt thép thôi, mọi người biết là nó biến động theo ngày, theo tuần và theo tháng. Và đầu năm là cái lúc mọi người khởi công rất là nhiều, nên là cái chi phí nó cũng bao giờ nó tăng theo hình thức lũy tiến. Bởi vậy là những ai mà đặt cọc sớm thì trong năm chúng ta sẽ được hạ cái mức đấy. Và chính cái hạ đấy là cái Mark Home lại trả lại tiền cho quý vị khán giả. Đấy, vừa được hai vấn đề. Một vấn đề là chúng tôi đã chuẩn bị cái công tác nó chuẩn bị trước phù hợp hơn. Và vấn đề thứ hai là quý vị khán giả lại được thêm một cái phần chiết khấu. Đấy là một trong những cái mà tôi thấy là chúng ta nên làm. Và cái phần quà thứ ba đấy chính là được tặng cái tivi khi mà bàn giao nhà mới, tivi 65 inch. Đây là một trong những cái phần quà mà trực tiếp tôi sẽ đi tặng và quay cái video khi bàn giao nhà mới để cho mọi người cùng cảm nhận lại một cái quá trình làm việc trong một cái thời gian 5 tháng, 6 tháng cũng là một trong những cái thời gian khá dài. Để cho những người chưa làm hay những người sắp sửa làm, người ta cũng sẽ có một cái nhìn nó đúng hơn. Đấy. Nên là tổng hợp lại vừa rồi thì chúng ta có 3 phần quà. 3 phần quà rất là lớn. Hy vọng rằng anh sẽ có được những lựa chọn và liên hệ ngay với Mark Home trong thời gian hiện tại. Và câu tiếp theo thì cũng chính là câu cuối cùng trong ngày hôm nay. Đó chính là câu hỏi đến từ chị Loan, 45 tuổi, đang sinh sống tại Quảng Ninh. Tôi sống tại cửa khẩu Móng Cái, thì vật liệu và nhân công trên này khá đắt đỏ mà xa. Vậy thì xin hỏi Mark Home ạ, có lên vùng giáp biên giới xây dựng không? Và giá cả trên này thì nếu xây thì có cao hơn nhiều hay không ạ? Trước hết để cảm ơn chị, và Mark Home có một cái slogan là không ngại xa và không ngại khó. Đấy là cái mà từ cái ngày khởi công, từ cái ngày thành lập ra thương hiệu Mark Home, ra những hệ thống này, tôi đã luôn nói với các anh em, chúng ta không ngại đường xa và không ngại những công việc khó. Nên là anh chị trên giáp cửa khẩu hay là ngoài hải đảo hay bất kỳ chỗ nào, chỉ cần anh chị sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, anh chị yêu mến Mark Home, anh chị gọi là chúng tôi sẽ có mặt. Và chi phí thì rõ ràng nó cũng không chênh lệch nhau nhiều, bởi vì bây giờ cái thời đại các cái hệ thống đường giao thông, đường cao tốc hay là các cái hệ thống vận chuyển vật tư vật liệu đã đến được hết mọi miền rồi. Nên anh chị cũng cứ yên tâm là làm ở đâu thì chúng tôi cũng luôn có cái giá thành đảm bảo là theo cái mức đã niêm yết
Bởi vì có những công trình ở gần thì chúng tôi là có lời, thế thì những công trình ở xa thì chắc chắn chúng tôi phải bù ở trong đấy thôi, để tổng thể mọi cái nó hài hòa, chứ không phải là đặt ở hải đảo là một giá, đặt ở biên giới là một giá. Cái đấy là Bác Hôm không giờ làm. Chúng tôi phân giá theo vùng, ví dụ như khu vực miền Bắc là đồng một giá, khu vực miền Trung là đồng một giá, khu vực miền Nam đồng một giá, khu vực miền Tây đồng một giá. Và khi gặp những công trình nhà giá khó khăn, hay là những công trình xa hay những công trình ở gần, thì chúng tôi đều có chung một mức giá đã niêm yết, đã quy định chung rồi. Nên cái mức giá đấy sẽ là mức giá tốt nhất, kể cả làm có khi còn rẻ hơn là anh chị tự làm trên khu vực biên giới. Nên là chị yên tâm là đã liên hệ Bác Hôm thì chắc chắn cái giá thành là luôn tốt và luôn ưu đãi rồi. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là tất cả những câu trả lời trên thì cũng đã phần nào giải đáp cho quý vị những thắc mắc trong quá trình dựng nhà ở, cũng như là những chương trình ưu đãi khuyến mại của Bác Hôm cuối năm 2023. Và nếu như mà quý vị nào mà đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, nhanh chóng liên hệ tới các số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng? Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình? Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Bác Hôm. Bác Hôm, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay, với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, thi công gấp rút, tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc, và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Bác Hôm có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Bác Hôm vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Bác Hôm đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Bác Hôm đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng nước Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc, và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Bác Hôm qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Bác Hôm.